Nước cần bạn làm ra. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Hai đứa anh chặn em rồi, em lấy gì khác. Đại đó nói ơi. Đợi mình sang vậy để tôi đổ, để dành lít kia, tôi để dành tôi thủ. Mình thủ mua gì? Mình nói là mua xăng ở ngoài mắc quá tôi thủ đó, tôi hết tôi đổ tôi chạy xe tiếp làm gì nhau. Bộ nhà không cho chứa xăng à? Mình đừng có để làm những cái chai bơm xăng có cái ghẻ là gọi là nó bắt bạch chẹt mình để chai xăng mình đổ làm gì nhau. Đó. Bà con thấy không? Bây giờ tôi nói thương thì người dân tôi đó. Lên livestream vậy, tôi lên truyền thông vậy, tôi cho người ta thưa tôi. Tôi chứa cái súng bắn đinh ở nhà ai bắt tôi? Đó, không. Quay nước về Việt Nam thôi người dân tối ngày xuống người ta cũng bố đốt không mà bà con thấy chưa? Làm văn phòng tư vấn lập sư này hỏi cho em biết coi. Rồi bà con chưa thấy đâu. Đốt nhà người ta rồi còn cháy nhà hàng xóm rồi chẳng những chết người nữa như vậy đó mà nói là thương người dân. Có ai bắt được không? Bớ bà con ơi, bớ bà con nhìn đi cái đám chó vàng chống cộng này con cháu Việt Nam Cộng Hòa. Bớ bà con hãy nhìn vào nó ác ôn nè bà con ơi. Y ngày xưa đó bà con bàn trời chiếu nắp là của thằng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Quân Nguyễn Quyền đó bà con. Những cái lần mà nó mở cửa vô như vậy là đều có những cái bàn tay của công Trung Cộng cả. Và có những kế sách khi thằng Mỹ nó nhảy vô nó đòi quyền lợi hay nó làm gì, nó ban giao Việt Nam nó làm cái gì đó thì thằng mấy bên đây ơi, là mấy Tập Cận Bình nó ra tay thêm một tay nữa, nó đẩy người nó vô nữa, nó đẩy quân đội nó vô nữa. Biện pháp ai, ai là người khổ? Trời ơi, tao nói với tụi ai bay á, tụi bay khổ? Giỏi quá, tụi bay cầm được cái đất nước Việt Nam rồi, tụi bay đâu có để cho người dân khổ. Là người khổ. Thấy không? Tụi bay gia trưởng, tụi bay là ông cứu nội, tụi bay mà Việt Nam Cộng Hòa của tụi bay mà cầm được cái đất nước ha, người dân bao bây giờ chắc ha. Đủ mẹ ra ỉa chắc cũng phải đi xuống sông mà bắt cây cầu mà đi ỉa chứ chưa có cái toilet ở nhà nữa. Bởi vì chẳng làm gì cả. Cái đời của Việt Nam Cộng Hòa đó bà con nó đang mà giữ ở miền Nam mình nó bà con mà đi ỉa là bắt cầu hay là hoặc đi ra ngoài hè đào lỗ ỉa không à. Đúng không? Tới đời Cộng sản nay á qua 20 năm cấm vận, 22 năm á cấm vận rồi Việt Nam phát triển được 22 năm. Nó lại phát triển đi lên bà con thấy chưa? Đổ mấy vô nhà tôi bắt mày đó. Có nhiều chứ. À, nhiều chứ mệt đi. Thử cho bà con coi nè. Tự chế vũ khí. Tôi không biết bạn chế vũ khí gì tôi không biết. Ok. Miễn sao bạn chế bạn bảo vệ nhà bạn được rồi. Giống như tôi. Tôi có đồ chơi sẵn thằng nào đến nhà tôi đón nó hết. Ổn hết tôi không có ke. Đừng có nói chứ ở nước ngoài là anh chỉ biết đói không à. Mấy cái thằng dư luận viên mày đó mà đến nhà tao bò đỏ mày, tao đến nhà tao tao bắn vô cái mỏ mày cho mày hết đổ quá đi chiêu gẹo tao luôn. Bà con thấy nó ác mở miệng nó ác không? Mày ở Việt Nam nhận công tù từ lâu rồi 23 năm. Ê quên lộn, anh yêu 23 năm. 23 năm người yêu của Nhiên đây. Sơn Tùng của người yêu đây. Chú làm bậy gì đó 23 năm. Chú bà con làm bậy gì đấy. Thấy không? Bạo lực không? Nếu mà những cái gì bạn không bạo lực như vậy thì làm sao hoàn cảnh Việt Nam bây giờ phải dùng bạo lực để chống bạo lực thôi. Bà con nhớ không? Ngày xưa mà đời Nhiên sinh một mình không bảy bạo sao lực. Hòa bình nó khổ nó lắm không mà thấy con người Việt Nam cũng mình có tại thằng Việt Nam lực, Cộng Hòa này vậy. nó lại lấn chiếm như Việt vậy Nam. Như cái đất cộng sản nó đã là ông cứu nội ở miền Nam nó bà con mình khổ hả khổ chưa từng đó là khổ hôm nay là quá bây giờ nó bên nước ngoài nó chở mỏ vậy nó đánh phá ở Việt Nam mình nó muốn thu gom miền Nam cho bà con mình bạo khổ đỡ khổ nữa mình bạo lực này là không báo với bà con cặp tên nào mình đáng động đánh mình không mẹ tên đấy. Ở xã hội nào bà mẹ tụi bay những người năng động lúc nào họ cũng thành công tao những người chủ động bà mẹ tụi bay tao bắt được cái đứa phản động này nó chế dầu tao chế cái năng động là theo cái đạo đức con người cộng theo nếu mà cái năng động nó được một cái sự xã hội dạy dỗ cho đạo đức là con người đạo đức cái quần què gì tụi bay mà có biết đạo đức nào đâu nó sẽ tụi bay xa suối người ta khủng bố tụi bay suối đốt nhà mà tụi bay đạo đức giả. Cẩn thận nghe coi chừng chúng bon ra. Trời ơi chúng thế nào rồi. Đâu chúng rồi nè coi. Chúng gì đâu chúng nè. Tôi bắt giúp tôi lại. Phải không?
tao cộng mày vô đây tao vứt mày tầng tầng một. Mẹ kìa, không kết ra, không không hợp tác với Trung Quốc làm ăn làm gì, đất nước phát triển lên, không mở cửa cho người ta vô đất nước mình làm ăn làm gì, có tiền thằng khùng. Mẹ đi 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 khỏi đất nước từ lâu, quốc tịch Úc bị đặt chỏ cái mỏ về Việt Nam. Khi mình năng động hai bánh giống như bạn thấy là ông Donald Trump với lại ông Obama kỳ rồi gặp cái thằng Tập Cận Bình, đúng không? Ờ, ông Trump với ông Obama sao không gặp thằng Việt Nam Cộng Hòa, chứ sao không gặp ở Miệt Nam tụi tao á, cháu không có mà ăn. Tụi bay nghe rõ chưa? Ha? Ở nhà người ta 7 người một lon gạo mà đổ vô hết bông điện đổ chung ăn cháo đó, tụi bay biết không? Thời Việt Nam Cộng Hòa tụi bay đó. Obama. Và Cộng sản bây giờ lãnh đạo cái đất nước này lên, nhà nào cũng ăn cơm no hết trơn á. Mấy năm trước, còn ấy, có nhà giàu nhà nghèo còn cơm thì giờ lúc này cũng đầy đủ hết rồi, không ai đói nữa chân. Đó là đói là không đói nữa. Thụ động của một vị tổng thống, cho dù ổng đang nắm một cái cường quân đó, đó thấy không? Thì nhà súng bắn hơi bắn cũng được nữa, bắn đạn chì bắn đầu bởi vô bởi đầu cái đám tao ngọc khùng nói chuyện với mày á, mấy thằng khùng xuống tao tiền bạ quà, tao không nhìn mày nữa đâu thằng hán banh chiến đấu với họ chứ. Và họ cũng như tôi cũng đều mong muốn rằng sẽ có một cái chiến thắng cuối cùng để mà mình thống nhất được xứ sở chứ. Đó, nghe không? Đó là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt cơ mà. Nhưng mà bây giờ tôi và họ đã không làm được chuyện đó. Không làm được đó, ổng không làm được nữa đó, thế không? Đã làm được. Thì bây giờ mình phải chấp nhận đó là đúng. Lịch sử. Đúng. Và đất nước đã được thống nhất rồi. Đúng. Còn nói cổ lại nói vẫn là phục quốc, phục quốc đất Việt Nam có mất cho Tây, cho Tây mà nói phục quốc. Chưa kể là một số người cho là cả 3 triệu hải ngoại này không thể nhân danh là tổ quốc Việt Nam đó. Mà nói chuyện của đất nước Việt Nam. Đó. Những chuyện suy lý như vậy tôi bảo họ, nếu thật sự họ yêu nước thì phải họ mới yêu mà rất suy nghĩ. Đúng rồi, ông nói đúng. Đi theo một lũ côn đồ, một lũ rất là hám danh, hám lợi, rồi chỉ là lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh chống cộng, nhân danh tự do dân chủ mà đi lừa gạt người ta không. Tôi phải nói thành những cái sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm, nó ồn ào lắm. Nhưng mà rất thiểu số. Cái hải ngoại nó buồn là cái điểm đó. Mà nếu mà người ngoại quốc hay người trong nước mà nhìn vào những cái người hề đó mà nói đấy là hải ngoại thì thật sự là nhầm. Đã 30 năm nay rồi mà cái người Việt hải ngoại chưa có một cái tổ chức thống nhất. Nghe không? Cứ hàng ngày trong 30 năm liền rồi, bất cứ ở địa phương nào, bất cứ một ông chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo, một ông bình luận nào cũng là ra giả 30 năm nay nói rằng chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có thể là có một cái sức mạnh để mà hỗ trợ cho sự thay đổi của trong nội địa. Nhưng mà từ 30 năm nay chưa bao giờ ở hải ngoại làm được chuyện đó. Và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được cả. Tại sao? Và tại sao không có chuyện họp lại như vậy được? Bởi vì kinh nghiệm 30 năm nó thấy nếu mà tất cả mà tiền nó tụ vào cho một anh thì anh ấy mang tiền nó anh ấy đi trốn luôn. Đó. Nghe Tăng Nguyễn. Những khuôn mặt mới 30
toàn những anh kèo anh cuộc, toàn những anh gian lận hết rồi cả. Nghe không? Là người hải ngoại không tin được họ nữa. Và bây giờ đóng hề, đóng tuồng cũng là tuồng hẳn hẳn bét không được rồi. Đóng tuồng mà đóng tuồng hẳn bét không đó, nghe không?